Hóa ra là thầy giáo. Tập 9. Nhưng do tuyển thủ chính của bên phản đối hôm nay có việc đột xuất, nên bạn Tô Mạn của chúng ta đã giới thiệu hàng xóm của cô ấy là bạn Lâm Thanh tham gia vào đội. Được biết, bạn Lâm Thanh của chúng ta hiện giờ đang nhiệt tình theo đuổi bạn Tô Mạn, đối thủ biện luận vẫn đang độc thân của chúng ta. Cuộc thi hôm nay có thể nói là bất phân thắng bại. Tôi xin tuyên bố, bên chiến thắng của ngày hôm nay sẽ giành được một thẻ 1 năm cho 2 người tại phòng bắn cung do tôi tài trợ. Lấy sự dễ thương làm súng, lấy 8X Scope làm tính vật định tình, bắn trúng trái tim của anh. Chiếc súng của Tô Mạn lại không được gọi là dễ thương đâu. Cậu thì hiểu cái gì? Đó là vì chưa đúng người thôi. Được rồi, không lòng vòng dài dòng nữa. Tôi tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu. Dấu kính tình cảm của mình thường có tính phổ biến hơn trong giao tiếp xã hội. Định luật Franklin về giao tiếp xã hội có nói, khi bạn tiếp xúc với người khác, nghĩ gì nói nấy, thường đi kèm với các điều kiện giới hạn, che giấu thế giới cảm xúc của riêng bạn, sẽ tốt hơn là nghĩ gì nói nấy một cách không suy nghĩ. Tuyển thủ biện luận hãy chú ý đến tính tổng thể của chủ đề biện luận. Rốt cuộc là che giấu tình cảm hay bộc lộ tình cảm càng thúc đẩy sự giao tiếp giữa các cá nhân với nhau, chứ không phải làm thế nào để bản thân cảm nhận được sự an toàn. Tâm lý học xã hội giải thích rằng truyền tải cái tôi chân thật giúp hình thành các mối quan hệ ổn định lâu dài. Maslow có nói, con người từ khi sinh ra đã có nhu cầu liên quan tới tình yêu và sự sở hữu. Mỗi một người đều là một cá thể độc lập, đều có nhu cầu tình cảm. Nhưng loại nhu cầu này có được không cần phụ thuộc vào một mối quan hệ phụ thuộc nào. Khi anh phụ thuộc vào người khác về mặt tình cảm, anh sẽ đánh mất cái tôi của mình. Một người đánh mất cái tôi của mình thì làm sao dám nói đến thế nào là giao tiếp xã hội. Bên cô cho rằng việc bộc lộ bản thân áp đặt cho là đồng nghĩa với việc phụ thuộc vào người khác. Về điểm này bên tôi không đồng ý. Bộc lộ cảm xúc của một người ngược lại có thể thấy được những nét tính cách độc lập của người đó, tìm được những người bạn cùng chí hướng, khiến cho cuộc giao tiếp sẽ trở nên có chiều sâu. Trước hết anh phải tôn trọng sự thật. Đó là con người chỉ chấp nhận những cảm xúc trong nội tâm ở mức độ lớn nhất có thể. Cho dù trong giao tiếp giữa các cá nhân có thể đạt được mức độ đồng cảm nhất định, nhưng loại đồng cảm này cũng chỉ ở một mức độ nhất định. Trong bản chất con người vẫn đặt tình cảm của bản thân lên hàng đầu. Vậy thì cái gọi là bộc lộ tình cảm có ý nghĩa gì cơ chứ? Bộc lộ cảm xúc chân thật của một người ngược lại có thể thể hiện nét tính cách độc lập của bản thân và tìm được những người bạn cùng chí hướng. Khi anh biểu lộ tình cảm của mình trước mặt một nhóm người, làm sao anh có thể khẳng định tâm trạng mà anh thể hiện đồng bộ với cảm xúc mà đối phương nhận được? Điều này lại đề cập tới vấn đề liên quan tới chọn lọc. Không biết bên cô đã từng đọc truyện Tiểu Hoàng Tử bao giờ chưa? Tiểu Hoàng Tử đó một mình sống ở tinh cầu B612. Tiểu Hoàng Tử đã rời bỏ tinh cầu và hoa hồng mình yêu quý để tới với trái đất. Trên trái đất, anh ấy đã gặp phải rất nhiều người kỳ lạ. Có người nói cho anh ấy biết thế nào là yêu. Có người nói cho anh ấy biết thế nào là tận hưởng. Có người nói cho anh ấy biết thế nào là lừa dối. Trong cuộc hành trình này, Tiểu Hoàng Tử thông qua việc chung sống với người khác đã học được cách phân biệt những người nào có thể là bạn, những người nào không giúp gì được cho mình. Cho nên, bộc lộ cảm xúc của bạn một cách hợp lý ngay từ đầu mới có thể tìm thấy được vị trí thích hợp với mình trong xã hội. Ngay cả Tiểu Hoàng Tử sống một mình cũng cần tình yêu, cũng cần sự sở hữu cho mình. Huống hồ là chúng ta đang sống tập thể với nhau. Bản kế hoạch. Cuộc thi rất thú vị. Anh đạt giải tuyển thủ biện luận xuất sắc, hoàn toàn xứng đáng. Hôm nay cô cũng thể hiện rất tốt mà. Tấm vé này, cô có bằng lòng đi cùng với tôi không? Tất nhiên. Nếu không thì sao gọi anh tới tham gia thi đấu chứ? Xem ra ý cô là nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Chỉ có thể nói người đồng đội như anh rất giỏi. Tôi tình nguyện làm đối thủ ngang sức ngang tài với cô. Cho nên tuy đã thua, nhưng những gì tôi nói chính là thái độ của tôi. Tôi càng mong muốn che giấu thế giới của mình. Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi nghĩ cô nhất định cũng sẵn sàng gặp gỡ đối thủ ngang tầm. Cho nên kỳ thi đấu năm sau tôi có thể tham gia tiếp được không? Cô không từ chối, tôi coi như là cô đồng ý rồi nha.
Hóa ra anh là độc giả cấp 10 của Tiểu Hoàng Tử. Chỉ là những lời phân tích phù hợp với ngữ cảnh mà thôi. Nhưng mà tôi cảm thấy, cho dù mỗi một người là một hòn đảo cô đơn, cũng đều nên có đóa hoa hồng thuộc về riêng mình. Nhưng trước tiên phải mở ra cánh cửa để nhìn ra thế giới bên ngoài, có đúng không? Ở đâu truyền tới hơi thở của người mù toán học vậy chứ? Thầy Hướng, anh đang làm gì vậy? Tôi ngủ quên mất. Tôi đang làm bản kế hoạch. Bản kế hoạch? Bản kế hoạch? Anh, thầy Hướng. Không đúng, mình là mộng du rồi. Tôi tắm xong rồi, hai người vào đi. Cô vào trước đi. Anh vào trước đi. Đến trường sớm cũng chả có tác dụng gì. Cũng không có học sinh mong chờ tôi. Cô Tô, chuyện đó anh mau đi đi. Đổi giáo viên. Đổi ai chứ? Cả lớp chúng em thống nhất quan điểm cho rằng cô ấy không thích hợp làm giáo viên lớp chúng em. Được rồi, tiết học hôm nay chúng ta dừng tại đây. Các em nghỉ đi. Doãn Tinh Nghiêu, em ra ngoài một chút. Bạn cùng bàn, bạn cùng bàn à. Cô gọi cậu kia. Cô Phương, Doãn Tinh Nghiêu, em không định cân nhắc đổi sang lớp số 7 à? Lớp số 7 hiện nay là lớp giỏi nhất toàn khối, thậm chí là toàn thành phố. Với thành tích của em, đổi sang lớp số 7 cũng có thể xếp vị trí rất cao. Cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng em ở lớp số 8 cũng rất tốt, không nên nói như vậy. Tuy bầu không khí của lớp số 8 rất thoải mái, nhưng thật sự không thích hợp cho học sinh ưu tú như em phát triển. Em có hiểu ý cô nói không? Phải biết rằng các học sinh lớp khác thành tích chỉ hơi ổn định một chút, đã cố gắng bằng mọi giá muốn chuyển sang lớp số 7. Không cần đâu cô, em phải quay về chuẩn bị cho tiết sau rồi. Em chào cô. Sao vậy? Nói ra coi. Có phải mọi người đều khuyên cậu chuyển lớp phải không? Sao? Lại chuyện này nữa à? Là nghĩ bọn tớ làm vướng chân cậu à? Không phải tớ nghĩ, mà là bọn họ nghĩ. Dựa vào cái gì chứ? Chỉ vì điểm số của bọn mình thấp là có thể xem thường bọn mình sao? Đúng vậy đó. Bởi vì sự tồn tại của bọn mình sẽ kéo thấp điểm bình quân của cả trường. Bọn mình bị kỳ thị kiểu này cũng không phải ngày một ngày hai đâu. Bọn họ lại không phải không biết, vinh quang của thế gian thường được sinh ra trong tội lỗi. Hy sinh lương tâm của mình vì cái hư danh bên ngoài. Anh ấy đẹp trai quá. Tớ xem với, sự nhàm chán lớn nhất chính là để mất thời gian công sức vào mấy việc vô bổ. Sau này tớ cũng muốn lấy một người đàn ông giống như Zuru. Tớ cũng vậy đó. Mấy người mê trai các cậu có thể đừng xàm xí nữa được không? Yên lặng chút đi. Bọn tớ đang đọc sách đấy. Nói ai mê trai đó. Bọn tớ cũng đang đọc sách đấy, được không? Cái đồ độc địa vô giáo dục. Nè cậu, tôi biết cậu, cậu là học sinh lớp 8. Là bỏ tiền ra mua vào đó chứ gì? Bỏ ra bao nhiêu tiền vậy? Đúng là con sâu làm rầu nồi canh. Cậu nói ai là con sâu đấy? Không có gì, không có gì. Mấy lời linh ta linh tinh, đừng có chấp cậu ta làm gì. Đúng vậy đó, mau ngồi xuống đi. Anh
Xin chào, xin hỏi cậu là hội trưởng nhóm văn học phải không? Tớ muốn xin gia nhập vào nhóm văn học. Cậu cũng là học sinh lớp số 8. Cậu từng đọc mấy quyển tiểu thuyết Nobel rồi. Luận ngữ kinh thi cậu nghe thấy bao giờ chưa? Cầm mồm đi, kiểu mẫu rác rưởi. Ba em bị sao thế? Đã là lúc nào rồi? Để tâm tới chuyện học hành một chút đi. Mau cất đi. Mau lên. Tiểu Tây, cô Tô muốn báo danh vào câu lạc bộ văn học à? Rất tốt. Hãy học hỏi hội trưởng của các em nhiều vào. Em ấy thường xuyên thi được điểm tối đa. Cố lên nha. Hoan nghênh gia nhập vào câu lạc bộ văn học. Tớ thấy không cần nữa đâu. Đây đều là những hành động thường thấy. Tớ sắp quen rồi. Cậu không có tí khí phách nào cả. Sao lại có thể quen với chuyện này được chứ? Hôm qua lúc tớ đi trên hành lang hình như cũng bị người ta nói. Cho rằng bàn tán ở sau lưng tớ thì tớ không nghe thấy gì. Sai rồi, cậu ấy biết cậu nghe thấy. Vì vậy mới nói sau lưng cậu. Nói cái gì mà lớp số 8 chúng ta là một trò hề để trường học kiếm tiền đúng không? Sao cậu biết, cậu cũng nghe thấy rồi à? Chúng ta là những con châu chấu trên cùng một chiếc thuyền được không? Các cậu biết hôm qua Tô Kỳ nói gì với Doãn Tinh Nghiêu không? Đến cô ấy cũng nghĩ rằng Doãn Tinh Nghiêu ở lớp số 8 là không có tương lai, chứ đừng nói tới các giáo viên khác. Thế mà đợt trước tớ còn cho rằng cô ấy và các giáo viên khác không giống nhau. Thì ra lúc bất cẩn đã nói ra suy nghĩ thật của mình. Cô ấy cũng giống mấy giáo viên khác thôi. Trong tiềm thức cho rằng lớp chúng ta đều là học sinh kém. Không thì sao lại ngày ngày khuyên chúng ta để tâm tới chuyện học chứ? Phụ trách trực nhật tuần này của khối 10 là cô Tô Kỳ. Hôm nay gọi lớp trưởng của các lớp tới đây là để mở một cuộc họp nhỏ. Chúng ta phân công việc trực nhật một chút. Trong tuần trực nhật, mọi người không chỉ phải ghi chép đầy đủ danh sách học sinh đi muộn về sớm, mà còn phải quét dọn cầu thang sạch sẽ. Tôi đã làm xong bản trực nhật rồi, các em phát cho nhau rồi cùng xem. Chủ nhiệm, như thế này là không công bằng. Sao lớp số 8 chúng em phải trực ban 2 lần? Tất cả các lớp khác đều chỉ có 1 lần. Là lỗi cái gì? Còn không phải là vì các cậu không cần học hành sao? Cậu, đương nhiên là các cậu nên trực ban 2 lần rồi. Cô Tu, Bối Bối, dù sao đều là trực nhật mà. Trực nhật 1 lần 2 lần đều không có vấn đề gì. Cô Tu à, cô cũng cho rằng lớp số 8 chúng em nên trực ban 2 lần sao? Vậy chúng ta bốc thăm quyết định đi. Bốc phải lớp nào thì lớp đó làm. Đồng ý, tớ không có vấn đề gì. Vì vậy chúng ta phải quét dọn cầu thang tới 2 lần. Nguyên do là vì vận may thối nát của cậu. Câm mồm. Cậu chắc chắn là cậu không muốn chuyển lớp đúng không? Tớ là học sinh nghệ thuật. Tớ ở lớp nghệ thuật học tập, đó là điều hiển nhiên. Vì sao phải chuyển chứ? Được. Cô Tô đã xem thường lớp chúng ta tận đáy lòng. Cho rằng ở lớp số 8 là một chuyện không có tương lai. Mà rõ ràng cậu lại không muốn chuyển lớp. Phải chúng ta đề xuất với hiệu trưởng cho cô Tô chuyển lớp, cũng để cô ấy đạt được mục đích. Mắt không thấy, tâm không phiền. Nếu như cô ấy chỉ là một giáo viên bộ môn bình thường của lớp chúng ta thì thôi đi. Nhưng cô ấy còn là giáo viên chủ nhiệm liên hợp của lớp chúng ta. Tớ không muốn để một giáo viên coi thường lớp chúng ta tận đáy lòng làm chủ nhiệm của chúng ta. Tớ đồng ý, tớ đồng ý, tớ cũng đồng ý. Đồng ý, đồng ý. Cả lớp bọn em nhất trí cho rằng cô Tô không còn thích hợp với việc dạy lớp chúng em. Theo như thầy biết, cô Tô là một giáo viên rất có trách nhiệm mà. Vâng. Nhưng mà trong mắt cô Tô chỉ có thành tích. Về bản chất cô ấy đã không công nhận bọn em thì làm sao có thể dạy bọn em được à? Thầy biết thành tích cơ bản của lớp chúng em kém hơn so với lớp khác. Nhưng mà một đôi bàn tay có 10 ngón tay, nó cũng có ngón ngắn ngón dài. Thầy có thể nói những ngón ngắn không có tác dụng của nó sao? Điểm số của các bạn trong lớp em không được xuất sắc, nhưng mỗi người đều tích cực hướng về phía trước, có mục tiêu cố gắng của bản thân. Chúng em như thế này bị các bạn học sinh lớp khác bài xích, xem thường thì cũng không sao, nhưng cô Tô thì không được. Thầy biết đó, cô Tô, cô ấy không chỉ là giáo viên bộ môn của lớp chúng em, cô ấy còn là giáo viên chủ nhiệm liên hợp của lớp chúng em. Cô ấy nên là người hiểu bọn em nhất, nhưng lại dễ dàng không công nhận bọn em nhất. Vì vậy cả lớp chúng em nhất trí yêu cầu đổi cô giáo Tô. Vấn đề mà em phản ánh thầy đều biết rồi. Nhà trường sẽ xem xét cẩn thận. Như vậy đi, em về học trước đi. Đi đi. Cảm ơn hiệu trưởng. Đi thôi, đi thôi. Mau, đi thôi. Đi. Chuẩn mực hành vi của giáo viên đương đại. Cô Tô,
Từ tối hôm qua, cô cứ luôn ôm cái cuốn sổ tay chuẩn mực hành vi của giáo viên đương đại không rời tay. Bây giờ mới ôm có phải là quá muộn rồi không? Có thể là quá muộn rồi. Kỳ quái. Tối hôm qua, tôi lập bản kế hoạch cả một đêm, mắt cũng không thâm như cô. Thầy Hướng à, thầy thật sự lập bản kế hoạch rồi à? Đương nhiên rồi. Phòng dạy nhạc của chúng tôi sắp phải đưa ra lịch trình rồi. Giấc mơ của tôi thành hiện thực rồi sao? Cô Tô, thầy Hướng, hai người đều ở đây à? Đúng lúc thầy hiệu trưởng gọi đấy. Đi thôi. Cô Tô, chắc cô đều đã biết mọi chuyện rồi, có đúng không? Biết rồi thưa hiệu trưởng. Vậy cô Tô thấy như thế nào? Tôi không biết. Trước nay tôi chưa từng công nhận các em học sinh lớp số 8. Tôi nói những lời như thế chỉ là để Doãn Tinh Nghiêu có thể chuyển tới lớp thích hợp với em ấy hơn. Các thầy cô đang nói cái gì thế? Học sinh lớp số 8 tập trung tố cáo cô Tô, muốn cô ấy chuyển lớp. Hả? Vì sao? Bởi vì cô ấy không xử lý tốt chuyện khuyên Doãn Tinh Nghiêu chuyển lớp. Học sinh tố cáo giáo viên. Còn ra thể thống gì nữa? Còn ra thể thống gì nữa? Đây nhất định là do Doãn Tinh Nghiêu cầm đầu. Chờ chút, tôi hỏi xem thế nào, còn gì để hỏi nữa. Người làm giáo viên cũng có thể bị học sinh đe dọa. Sao hả? Giáo viên nghiêm túc, có trách nhiệm như thế này giống cô Tô. Cô ấy có gì sai sao? Cô ấy không có gì sai. Đám học sinh này chính là chưa gặp phải giáo viên vô trách nhiệm. Cũng là trường trung học sư phạm của chúng ta có trách nhiệm. Thật sự phải phân cho mấy người giáo viên không quan tâm học sinh thì đám cậu ấm cô chiêu này không chọc thủng trời à? Với thành tích đó còn tố cáo giáo viên, tương lai ra khỏi trường có thể làm được cái gì? Đây là việc của lớp số 8. Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp số 8, việc này sẽ do tôi phụ trách. Cũng được, vậy anh đi đi. Lớp số 8, khối 10. Các bạn đứng. Chúng em chào thầy ạ. Tốt. Tốt cái gì mà tốt? Nếu mà tốt thế này thì vì sao các em phải tố cáo chúng tôi? Chắc không phải lần sau người các em muốn tố cáo là tôi chứ gì? Tôi xin các em, trước khi tố cáo tôi thì phiền các em nói với tôi một tiếng để tôi chuẩn bị tâm lý. Thầy Hướng à, không phải như vậy đâu. Cô Tô, cô ấy, đúng, cô Tô. Các em chờ chút. Vậy chúng ta nên mời đương sự tới hiện trường, chúng ta nói cho rõ ràng. Lớp số 8 của chúng ta là lớp chuyên nhạc. Vốn dĩ nền tảng vốn dĩ là kém hơn các lớp khác. Điều này là sự thật, chúng ta không thể phủ nhận. Hướng Đông Nam tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp số 8. Tôi tự hỏi bản thân, tôi không phải là một giáo viên có trách nhiệm. Lớp chúng ta thế này, rất may là có cô Tô. Có sự tồn tại của một giáo viên tốt như vậy mới có thể giúp chúng ta tiếp tục duy trì. Các em không có một chút lòng cảm kích nào, ngược lại muốn tố cáo cô ấy. Các em cho rằng cô Tô đang phủ nhận các em, coi thường các em đúng không? Nhưng các em có biết, tất cả những việc mà cô Tô làm cho lớp số 8 đã vượt xa những gì mà một giáo viên bộ môn có thể làm không? Các em cho rằng cô Tô chủ nghĩa giáo điều, lên lớp nhàm chán. Nhưng mà các em có biết, cô Tô vì lớp chúng ta mà chuẩn bị bài giảng riêng không? Mỗi lần vào lúc tối muộn vẫn còn đang suy nghĩ làm sao để cho học sinh lớp chúng ta thích nghe giảng, làm sao để cho các em có thể tiếp thu được kiến thức. Các em cảm thấy cô Tô cổ hủ, truyền thống.
Đúng, nhưng mà việc học hành chính là một chuyện phải bỏ công sức, chịu đựng sự nhàm chán. Tiết học có thú vị hơn nữa thì cuối cùng cũng vẫn phải quay về với bản thân kiến thức. Chính vì các em là học sinh chuyên nhạc, vì thế chúng ta lại càng cần một người đầu tàu như cô Tô. Trong lúc chúng ta cần cô ấy có thể giúp chúng ta bất cứ lúc nào. Đây cũng là nguyên nhân mà tôi tìm cô Tô Kỳ, cùng tôi liên hợp làm giáo viên chủ nhiệm lớp. Tôi thường đưa các em ra ngoài trường, đưa các em đi học các loại hình âm nhạc khác nhau. Tôi không phải là một người tỉ mỉ, tôi thường bỏ qua rất nhiều chi tiết. Đều là vì có cô Tô Kỳ đứng đằng sau, lo lắng cho các em, giúp chúng ta thu dọn tàn cuộc. Còn có một chuyện nữa rất quan trọng. Các em cảm thấy cô Tô đang phủ nhận các em, nhưng các em có biết không, chúng ta sắp có một phòng học nhạc chuyên nghiệp. Ai là người đã giúp chúng ta có được? Không phải là Hướng Đông Nam tôi, mà là cô Tô, người mà các em đang luận tội. Tôi nói nhiều như vậy, các em có gì để phản bác lại không? Có gì muốn nói thì cứ việc nói đi. Không có đúng không? Nếu không có, tại sao các em lại luận tội một giáo viên đối xử với các em tốt như vậy? Tôi phải xin lỗi bạn Doãn Tinh Nghiêu, sau đó xin lỗi các em. Tôi không nên định nghĩa mỗi người các em bằng điểm số. Nếu như các em thật sự thấy tôi không phù hợp, tôi sẽ chủ động liên hệ với phòng giáo vụ tiến hành điều chỉnh. Cô Tô à, nguyên nhân của chuyện này là do trường bảo em chuyển lớp. Cô Tô, tâm trạng của em lúc đó cũng giống như cô bây giờ. Biết ngay là cậu, cái thằng nhóc thối tha này. Em đang ở lớp số 8 yên lành, tự nhiên có người đứng ra bảo em phải chuyển đi chỗ này chỗ kia. Em không thể phản kháng một chút sao? Thành tích, xếp hạng, những thứ này định nghĩa khả năng và trình độ của học sinh chúng em, nhưng nó cũng gắn mác cho nhà trường, giáo viên và phụ huynh của chúng em, và thậm chí là những người bạn bằng tuổi xung quanh chúng em. Nhìn thấy thành tích nhưng không nhìn thấy hướng đi của những học sinh nghệ thuật chúng em đang theo. Những thứ ẩn sau vẻ bề ngoài cần phải có người trân trọng nó, cũng giống như chúng em phải trân trọng công sức cô đã bỏ ra. Cô Tô, mọi chuyện đều do em mà ra, xin cô đừng trách các bạn khác. Cũng mong cô có thể tha lỗi cho em. Cuối cùng xin cô giúp em xin với chủ nhiệm phòng giáo vụ để em ở lại lớp số 8. Em xin lỗi cô Tô. Cô Tô, em xin lỗi. Do em chưa hiểu rõ toàn bộ sự việc nên đã làm ra chuyện bốc đồng thế này. Em xin lỗi. Xin cô tha lỗi cho em. Em xin lỗi cô. Cô Tô, tuy em không tin tưởng thầy Hướng nhưng mà em tin cô. Cô có thể ở lại không? Cô đừng buồn. Là bọn em sai rồi, bọn em có lỗi với cô. Sau này em sẽ chăm chỉ học tiếng Anh. Cô Tô, em xin lỗi. Cô Tô, chúng em cần cô. Cô Tô, chúng em sai rồi. Cô Tô, em xin lỗi cô Tô, chúng em sai rồi. Em sẽ không làm cho cô buồn nữa. Cô Tô, chúng em cần cô. Cô Tô, cô Tô. Cô Tô, cô quay về với chúng em đi. Cô Tô, chúng em cần cô Tô. Em muốn ở lại lớp số 8 thì phải đáp ứng các yêu cầu sau của tôi. Chỉ cần em có thể làm được, được. Thứ nhất, sau này trong các kỳ thi đều phải cố gắng hết sức.
Nếu không, tôi sẽ lấy lý do học sinh này làm giả thành tích, đuổi em ra khỏi lớp số 8. Thứ hai, thành tích thi không được thụt lùi. Nếu không, tôi sẽ lấy lý do môi trường không phù hợp với học sinh này, đuổi em ra khỏi lớp số 8. Thứ ba, có bất cứ vấn đề gì thì phải trao đổi ngay với giáo viên chủ nhiệm. Nếu không, tôi sẽ lấy lý do học sinh này quá bướng bỉnh, đuổi em ra khỏi lớp số 8. Vì những sai lầm trước đó đã xảy ra rồi. Bây giờ trường yêu cầu em viết bản kiểm điểm dài 3.000 chữ. Em có đồng ý không? Em đồng ý. Thiên Công Quán. Cô Tô, sao em lại ở đây? Chủ nhiệm Tô tìm em cho nên em tới đây. Chủ nhiệm tìm em à? Đi theo tôi. Qua đây, qua đây. Mau lên. Ngồi đi. Cô chỉ muốn hỏi một chút. Vừa rồi ở phòng giáo vụ, chủ nhiệm giáo vụ đã nói gì với em? Chỉ nói về chuyện chuyển lớp. Vậy em nói thế nào? Em nói với cô ấy rằng em đã hứa với cô rồi, việc em ở lại lớp số 8 sẽ không ảnh hưởng tới thành tích. Còn ký vào bản cam kết. Còn có cam kết nữa hả? Cô ấy sao? Cô ấy cũng không làm gì cả. Em cười cái gì chứ? Cô Tô à, hóa ra cũng có người làm cho cô sợ à? Đừng nói linh tinh. Đây không phải là sợ, chỉ là tôi muốn tìm hiểu về việc giao lưu giữa học sinh và nhà trường. Vậy không có nói việc gì khác nữa à? Ít nhất trông có vẻ không tức giận. Được. Vậy em về lớp trước đi. Em bổ sung mấy bài tập nợ của mấy hôm trước đi. Đúng rồi cô Tô, việc luận tội, cô đừng giận nữa được không? Cô không sao hết. Còn nữa, cảm ơn cô. Cô không sao hết. Lại một giáo viên bị lớp chuyên nhạc giày vò rồi. Quá là thần kỳ. Không ngờ trong cái lớp này có nhiều mảnh thú như vậy. Điên cuồng, kinh ngạc. Nghĩa là gì? Anh nói với tôi đi. Hả? Mời vào. Chủ nhiệm, em vẫn còn đang lo lắng sao? Không có. Việc ngày hôm nay không có đúng sai. Nhưng mà em phải biết, thái độ của học sinh đối với em không phải là mới có trong một sớm một chiều. Do em không phải là một giáo viên tốt, sự nghi ngờ, sự công nhận của học sinh đối với em đều là tài sản quan trọng trong sự nghiệp giảng dạy của em. Về viết một bản báo cáo cho chị. Về sau dần dần em sẽ hiểu, thật ra giữa giáo viên và học sinh là một sự lựa chọn hai chiều và là quá trình tiếp nhận lẫn nhau. Nhiều giáo viên dạy học cả đời cũng không hiểu đạo lý này. Cho nên hy vọng thông qua chuyện lần này, em và thầy Hướng có thể hợp tác với nhau để giảng dạy. Trường tin rằng lớp số 8 các em có thể tạo nên kỳ tích. Vâng, chủ nhiệm, em biết rồi. Không phải đã nói là để cho em ở lại lớp số 8 sao? Còn có việc gì mà bắt em ở lại nói chuyện chứ? Tôi dậy cả ngày mệt rồi. Ngồi xuống rồi tôi nói chuyện với em. Ngồi đi. Em có thật sự thích âm nhạc không? Tất nhiên. Xác định, chắc chắn và khẳng định. Lúc tôi bằng tuổi em, tôi cũng nghĩ như vậy. Cho nên, rốt cuộc thầy muốn nói gì? Làm âm nhạc là một việc làm lâu dài. Nếu như muốn thành công, bắt buộc phải lắng nghe tiếng nói từ trong lòng của em. Hơn nữa, không có tiêu chuẩn rõ ràng để đánh giá chuyện này thành công hay là thất bại. Em có hiểu ý của tôi không?
Thật khó cho thầy khi nói ra những điều này. Đã chuẩn bị rất kỹ phải không? Thầy nghĩ rằng những thứ thầy nghĩ tới, em không nghĩ tới sao? Cho nên em nói giúp thầy nha. Làm âm nhạc phải quen với sự cô đơn, phải tuân theo cái tôi, phải biết mình muốn gì, rồi từ đó lắng nghe, sự kiên trì theo đuổi của nội tâm. Điểm này thầy làm rất tốt. Còn về thành công thì em thấy vị trí trước kia của thầy cũng chưa chắc đã thành công, vị trí hiện giờ cũng chưa chắc sẽ thất bại. Bởi vì trước giờ thầy đều biết bản thân mình muốn gì, thầy chưa từng từ bỏ. Có thể trong lòng thầy cũng rất hoang mang, nhưng chưa từng dao động. Cũng tương tự như thế, em yêu thích âm nhạc. Bất kể em ở trong lớp nào, vì em biết mình muốn gì, nên em cũng sẽ không bỏ cuộc. Thầy hiểu ý của em chứ? Rốt cuộc em là thầy hay là tôi là thầy vậy? Thầy Hướng, cùng nhau cố gắng đi. Này Thanh, cậu về tới nhà chưa? Mau chóng giúp anh giải quyết chuyện làm kế hoạch đi. Bây giờ em đang có chút việc, anh chờ chút nha. Vậy thế này đi, ngày mai cuối tuần anh tới tìm cậu nha. Anh tới nhà cậu, sau đó chúng ta cùng bàn được không? Không được. Lâm Thanh Thanh, cậu làm sao đấy hả? Sao cứ không cho anh tới nhà cậu thế? Không phải như vậy. Ngày mai em có lịch trình riêng rồi. Lịch trình riêng? Anh căng đôi tai nhỏ muốn hóng chuyện nè. Muốn nghe xem cậu rốt cuộc có lịch trình riêng gì. Không thể nói cho anh biết được. Cậu dở thói xấu rồi phải không? Hả? Anh không còn là duy nhất của cậu nữa phải không? Hôm khác anh phải tới nhà cậu xem thử. Rốt cuộc cậu giấu anh làm chuyện gì xấu xa rồi. Lẽ nào cậu sẽ không... Alo. Sao nói là người trợ lý không có gì là không thể kia mà. Tốt quá rồi, học sinh vẫn rất cần mình. Tình hướng Đông Nam này, bình thường nhìn thì nhốn nhà nhốn nháo, lúc nghiêm túc lên thì vẫn rất đáng tin nhỉ? Không đúng, dạo này sao mình cứ lơ đãng vậy chứ? Không đúng, không đúng, không đúng. Đây là cái kế hoạch quỷ quái gì thế? Sao lại khó thế chứ? Lại làm sao vậy? Ai đó? Có việc gì bẩm báo đi. Không có việc gì thì lui xuống. Làm gì vậy? Tôi chỉ muốn nói với anh, hôm nay cảm ơn anh nha. Việc nhỏ thôi mà. Hôm nay anh nói những lời đó ở trên lớp. Những lời đó hả? Tôi chỉ là đột nhiên nhanh trí lóe lên, nói tiếng người. Hung dữ vậy làm gì? Những lời mà tôi nói hôm nay không cảm động sao? Cô không cảm động chút nào hả? Lại còn hung dữ như vậy. Tôi không phải là tới cảm ơn anh đây sao? Cảm ơn. Quà đâu? Tay không tới cảm ơn à? Thôi bỏ đi, bỏ đi. Lời cảm ơn của cô tôi nhận rồi, cô về đi. Một câu tử tế cũng không có. Cảm ơn gì chứ? Thật ra tôi đang nghĩ. Nghĩ gì? Nói đi. Có gì nghĩ không rõ, thầy Hướng giúp cô giải đáp khúc mắc. Có lẽ anh nói đúng. Việc này là tôi nghĩ nó quá đương nhiên, nên không đứng trên lập trường của học sinh để suy xét. Sai, cô đúng là đã đứng trên lập trường của học sinh để suy xét. Chỉ là hướng mà chúng tôi nghĩ và hướng cô nghĩ tới không giống nhau thôi. Mấy người chỉ quan tâm thành tích, chính là kiểu người xuất sắc mà bọn họ vẫn nói. Còn chúng tôi, những người thật sự thích làm một việc gì đó, thì tiêu chuẩn đánh giá chưa bao giờ chỉ có thành tích. Tóm lại, cảm ơn anh. Thật lòng đó. Biết rồi. Sao lại cảm thấy dáng vẻ giảng giải đạo lý của cô ấy còn không ngầu bằng Doãn Tinh Nghiêu nhỉ?
Ê, chúng ta cùng nhau viết bản kế hoạch nha. Hả? Cháu gái ơi. Cháu gái à. Nè, cháu gì ơi? Đây là vị trí đổ xe của cô, làm phiền cháu lấy xe của cháu dịch ra một chút. Cô à, đây là bãi đổ xe công cộng, hơn nữa chỗ này cháu đổ trước, sao lại thành của cô được? Lúc nãy cô đang lùi xe, cháu xem đuôi xe cũng vào rồi. Cháu không tin thì xem camera đi. Cháu không thể vì tốc độ của cháu nhanh hơn mà cướp mất vị trí đổ xe của cô. Cô à, cháu không có cướp vị trí đổ xe của cô. Hơn nữa cô nhìn đi, không phải vẫn còn trống sao? Thời gian cô ở đây tranh cãi với cháu thì đi đổ xe là xong rồi đó. Cô thật sự không phải tính toán với cháu. Nhưng vị trí đổ xe này thật sự là cô tới trước. Cháu cướp vị trí của người khác, cháu còn lại đổ thừa nữa. Cô à, cháu không có cướp vị trí đổ xe của cô. Mà cô còn không nhanh đổ đi thì chỗ xe kia cũng hết đấy. Cháu gái, chỗ đổ xe bên đó hơi khó đổ, cháu giúp cô đổ đi. Hướng Đông Nam, một người gần nửa trăm tuổi rồi mà cứ như trẻ sơ sinh vậy. Tôi ra ngoài mua đồ ăn giúp anh, mà anh không thể dọn dẹp vệ sinh sao? Hôm nay là anh trực nhật mà. Hôm nay là cuối tuần. Đại tỷ à, cô có thể có chút nhân quyền được không? Vừa mới sáng sớm tôi bị báo thức của cô làm tỉnh giấc, bây giờ muốn ngủ bù một chút cũng không được hả? Tối hôm qua thấy thái độ của cô, tôi còn nghĩ là sẽ được yên ổn mấy hôm chứ. Là do tôi quá ngây thơ rồi. Tôi ngày nào cũng không để anh yên ổn hả? Bữa sáng hôm nay còn do tôi mua hộ cô đấy. Mua bữa sáng à? Cô đối tốt với tôi vậy làm gì? Cô chắc sẽ không có ý gì với tôi đó chứ. Tôi có ý gì với anh à? Tôi thấy anh suy nghĩ hão huyền rồi đó. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Kỳ kỳ, vị này chính là thầy giáo có chuyên môn rất giỏi, lại còn rất đẹp trai. Mà lần trước con nói với mẹ đấy à? Chúng ta nhất định đã từng gặp qua rồi, sao tôi lại thấy quen mặt thế nhỉ? Hướng Đông Nam, anh không sao chứ? Cô ấy có làm gì anh không? Cháu đừng có động tay động chân vào bạn trai của người ta. Bạn trai? Hướng Đông Nam, anh phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Tô Kỳ, cô cho tôi lời giải thích hợp lý đi. Tôi, cháu gái à, cháu chạy đâu ra ngáng một chân thế hả? Chuyện con gái của cô và cậu ấy liên quan gì tới cháu? Chuyện của anh ấy chính là chuyện của cháu, đây là chuyện của cháu và anh ấy. Cháu và cô ấy, anh ấy và cô ấy liên quan gì tới cô chứ? Nó là con gái cô, việc của nó đương nhiên là của cô rồi. Kỳ Kỳ à, ba người các con rốt cuộc có quan hệ gì? Cô nhanh nói rõ ràng đi, đừng có lắp ba lắp bắp. Bảo sao mẹ cô hiểu lầm, tôi không quen biết cô làm sao nói đây? Vị này là bạn trai con đúng không? Không phải, chúng con chỉ là bạn cùng phòng thôi. Mẹ nghĩ cái gì vậy? Vậy lúc nãy hai người, trời, là do không cẩn thận thôi. Hướng Đông Nam, anh đi đâu vậy? Sự việc còn chưa nói rõ ràng mà. Anh che lên, che lên. Mẹ à, mẹ nghe con giải thích đi. Đừng có giải thích nữa. Mẹ nghe con giải thích đã, đừng nói nữa. Mẹ, sự việc chính là như vậy. Sau đó thì em nhìn thấy rồi đó. Anh là một nghệ sĩ, sao lại ở cùng một cô gái chứ? Ngộ nhỡ cô ấy nổi lòng háo sắc với anh, rồi mưu đồ bất chính thì sao? Được rồi, được rồi, đừng có nói chuyện không suy nghĩ nữa. Rốt cuộc em tới làm gì? Em tới xác nhận xem có phải là anh thật sự muốn làm giáo viên không? Nhìn thấy rồi thì mau về đi. Anh chờ chút. Đây là biệt thự riêng của em. Chỉ cần anh quay lại ca hát thì sẽ cho anh. Nè, đây là thẻ đen, tiêu không giới hạn. Chỉ cần anh đồng ý quay lại thì cái này cũng sẽ cho anh.
Dạo gần đây, có một nền tảng xã hội mới ra mắt, là một công ty lớn, muốn mời Vệ Lai lập một tài khoản rồi chia sẻ về thời trang và trang điểm. Giai đoạn nền tảng có lợi nhuận, tôi đoán rằng tăng lưu lượng là điều rất dễ, có thể khai thác được 8 triệu tài nguyên từ họ. Cậu từ chối đi. Chị thôi à, cơ hội này rất hiếm có. Vẫn là câu đó. Trên phương diện tài nguyên, chúng ta đừng nên tham, cần phải nghĩ rõ rằng dự án này có phù hợp với nghệ sĩ của chúng ta không. Tôi định vị cho Vệ Lai là cảm giác cao cấp, quốc tế hóa, còn có tài nguyên mà các thần tượng nữ trẻ tuổi yêu thích. Chúng ta không nên tự hạ thấp giá trị của mình để đi bù thêm vào. Trên phương diện hợp tác kinh doanh, chủ yếu đánh vào các nhãn hàng cao cấp, tuần lễ thời trang. Trên phương diện tuyên truyền, nhất định phải chuyên chú vào năng lực nghiệp vụ của cô ấy. Hiểu cả chưa? Hiểu rồi. Quốc tế hóa. Tôi chỉ là một thiếu nữ nhà quê, tiếng Anh còn không biết được mấy câu. Có quốc tế nổi không? Không biết thì cô đi học đi. Cô không định làm một bình hoa mãi đó chứ?